Các bạn thân mến, chào mừng bạn quay trở lại với Top Sao Hoa, kênh tổng hợp tin tức về những ngôi sao Hoa ngữ. Và như thường lệ, ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý vào trong ngày. Scandal Trịnh Sảng Trương Hằng đấu tố giành quyền nuôi con vẫn chưa có hồi kết. Vào chiều ngày 26 tháng 4 thì CEO Dởm họ Trương bỗng dưng có một bài viết tung hê tất cả bê bối của bạn gái trong khoảng thời gian cặp đôi còn mặn nồng. Đáng chú ý lần này hai nhân vật nữa cũng bị lôi vào vụ việc, chính là bố và mẹ của Trịnh Sảng. Toàn bộ nội dung trên bài đăng mới nhất của Trương Hằng như sau. Thời gian gần đây trên mạng liên tục đưa những thông tin bóp méo sự thật, điên cuồng tẩy trắng, bịa đặt đến mức tôi phát sợ. Tôi loay hoay không biết làm thế nào để chứng minh được bản thân mình hoàn toàn trong sạch. Điều nực cười chính là việc làm thế nào có thể chứng minh được điều mình chưa từng làm. Ví dụ luật sư của Trịnh Sảng, một luật sư chuyên nghiệp không có bất cứ chứng cứ gì mà tố tôi xúi giục cô ta trốn thuế. Nếu các người tố tôi là kẻ cặn bã, tôi còn nín nhịn được. Vậy nhưng chuyện này có liên quan đến nhiều bên. Trốn thuế liên quan đến lợi ích của mỗi công dân. Tôi trong sạch nhưng tôi không có cách nào để chứng minh điều đó. Là một công dân, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức thực hiện nghĩa vụ tố cáo mà thôi. Cùng với đó thì Trương Hằng đăng tải clip quay màn hình đoạn chat với mẹ của Trịnh Sảng. Trong clip này, nội dung cuộc nói chuyện cho thấy ban đầu Trịnh Sảng được hứa hẹn mức cát xê là 150 triệu tệ, tương đương là 532 tỷ đồng cho bộ phim Thiện Nữ U Hồn. Bố của nữ diễn viên bằng lòng với mức giá này, tuy nhiên mẹ của Trịnh Sảng muốn nâng mức giá lên 180 triệu tệ, tương đương là 640 tỷ đồng. Bà nói giờ đây làm diễn viên là nghề rất khó, cát xê không được vượt quá 50 triệu tệ, tương đương là 177 tỷ đồng. Sau quá trình thảo luận thì cát xê của Trịnh Sảng là 160 triệu tệ, tương đương là 568 tỷ đồng. Mẹ của Trịnh Sảng lúc này bắt đầu nghiên cứu hợp đồng âm dương để tiến hành trốn thuế. Do đó thì một số giấy tờ hợp đồng cũng được tung ra, trong đó có ghi về danh nghĩa Trịnh Sảng sẽ nhận 48 triệu tệ, tương đương là 170 tỷ đồng. Không dừng lại ở đó thì Trương Hằng tố Trịnh Sảng khi thấy chó cưng bị ốm không muốn tốn tiền đem đi khám bệnh nên quyết định để chó vào hộp giày để nó tự chết. Ngoài ra Trịnh Sảng còn rất thích đi vào siêu thị ăn vặt nhưng không trả tiền. Vì những động thái này, CNET cho rằng Trương Hằng rất có thể đã nhận phán quyết thua kiện từ tòa án vì không phục nên anh quyết định tung ra thêm bằng chứng bất lợi của Trịnh Sảng để vớt vát. Chúng mình là Top Sao Hoa và cảm ơn bạn đã theo dõi video này và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!